Kính mời quý vị tìm xem trang mạng hoặc đĩa VCD Thích Phước Tiến để tìm kiếm sự hướng dẫn đời sống an bình của nội tâm. Xin dùng điều khiển của máy DVD bấm vào số chủ đề bạn muốn tìm hiểu. 2. Nếu bạn chưa đọc kịp, xin bấm vào nút dừng. 1. Châm ngôn. Hội trường thuyết giảng. 2. Giới thiệu chương trình. 3. Mục đích của chương trình. 4. Giới thiệu đạo Phật và diễn giả. 5. Nguyên nhân trùng tu chùa Đồng Yên Tử. 6. Giới thiệu chùa Đồng và lịch sử cờ Phật giáo. 7. Diễn giả mở đầu chương trình. 8. Châm ngôn. Không nên hiểu nhầm và thần bí hóa đạo Phật. Đường hạnh phúc thanh thang, tiếng mõ sớm khuya tiêu hồn tục lụy. Cửa từ bi rộng mở, hồi chuông chiều chợt tỉnh mộng trần ai. Hy vọng có người sẽ tìm thấy một vài điều tích cực và hữu dụng trong cuộc hành trình nhằm khám phá sự an bình của đời sống nội tâm. Thích Đức Viên. Đạo Phật là một môn tâm lý, đạo đức học, môn khoa học tâm linh giúp bạn tự kỳ ám thị, tức tự mình có thể điều khiển những diễn biến nóng nảy, vui buồn, hận thù, tủi hổ của bản thân, dựa vào đó để sống và phải sống như thế nào. Trên nguyên lý duyên khởi, hồi quang phản chiếu, ảo ảnh bởi những tần số của năng lượng vô tuyến điện, trong mỗi niệm khởi nghĩ của ta dẫn đến thuyết nhân quả, chứ không chỉ đơn thuần ở vấn đề lòng tin hoặc cầu xin mà thôi. Thích Đức Viên. Cũng như người đầu bếp, người hướng đạo, phải biết làm cho mọi người nuốt trôi những đạo ngôn, chứ không phải chỉ dùng những ngôn từ trên chín tầng mây dành cho người thiên cổ để tỏ ra đa văn, nhiều chữ nhằm thần bí hóa đạo Phật, khiến tín đồ mê nhầm, lạc hướng. Người xưa có câu: xử việc chớ nên nóng nảy, dạy người đừng có bóng bẩy cao xa. Thích Đức Viên. Sự giả dối như chiều hoàng hôn khiến các ảo ảnh nổi lên rất đẹp, nhưng sự chân thật như nắng trưa chói lòa có thể khiến bạn nhức nhối, khó chịu. Thích Đức Viên.
cái tôi là căn nguyên của đau khổ. Hãy học cách hạ thấp nó xuống để có thể nghĩ tới, giúp đỡ và biết trân trọng những người đang sống xung quanh ta. Được như vậy, hạnh phúc, an vui và an ninh xã hội sẽ đến với bạn ngay tức khắc. Tôi cam đoan về điều này. Thích Đức Viên. Xin cho tôi làm con thuyền nhỏ đưa mọi người qua sông mê, trở về bờ giác. Thích Đức Viên.